thì lại rất thích tiếng Việt và thích đồ ăn Việt Nam. Thế cho nên là anh đã lên đó để mà tìm bạn. Còn em thì cũng muốn được học thêm tiếng Hàn và có thêm người bạn ở Hàn Quốc để mình cũng bớt cô đơn. Thế là hai đứa giữa rất là nhiều người ở trên đó thì hai đứa đã gặp nhau, nhưng mà anh không có giữ lời. Gặp nhau mới có cách chia tay nhau mới có 2 ngày thôi thì là anh cứ xuống nhà em liên tục, xuống hoài luôn. Từ đó qua nhà em có gần không? Dạ không ạ, mình lái xe 3 tiếng. Trời, 3 tiếng, lái xe hơi 3 tiếng. Mà ngày nào cũng xuống, có, nếu mà bận quá thì là 2 ngày xuống một lần. Ảnh hơi ghen. Ví dụ như em là rất thích diễn viên Hàn Quốc, coi mà thấy anh là đẹp trai là trời, chồng em chung thăm Tenita, cứ nói là chồng em. Xong bữa hai đứa đang nằm ôm nhau coi phim, cái em thấy anh diễn viên kia đẹp trai quá, cái lại mới chồng em nói nha. Cái ổng xú em ra, chồng em thì chạy tới nó mà ôm đi, chờ mình chi, chồng em thì chạy tới nó mà ôm đi, chờ mình chi. Xong rồi chồng em hỏi em là em có bao nhiêu chồng rồi. Chào em. Xin chào. Chà, nghe cái chữ cháu là biết rồi. Em người à? Dạ, chồng em là người Hàn Quốc ạ. Em nói được tiếng Việt không? 한국말을 할 수 있는지. 아, 인사밖에 못합니다. 아, anh nói là anh chỉ có thể chào hỏi đơn giản được thôi ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. 안녕하세요. 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 Dạ. Thôi chắc mời em giới thiệu về mình trước đi. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Lân Trinh, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi và hiện tại thì em đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc ạ. Xin chào, tôi tên là Kim Tae Hyun. Tôi đến từ Hàn Quốc, 33살이고. 아, 33살입니다. 만나서 반갑습니다. 야. hiểu là anh tên thôi, anh ở Hàn Quốc thôi, còn vàng sao chưa hiểu. Dạ, anh Kim Tae Hyun năm nay 33 tuổi, đến từ Hàn Quốc và hiện tại cũng đang cùng làm chung một công ty nhân viên văn phòng luôn ạ. À, công việc của anh là gì? Dạ, anh làm quản lý trên bộ phận chất lượng của bên xe ô tô, mà xe ô tô điện đó chị. Chị Hồng Vân. Dạ, tại vì là công ty của em là chuyên về xe ô tô điện. Thì anh là làm về quản lý, nghĩa là ví dụ như một sản phẩm mà đã chuẩn bị ra thị trường thì anh sẽ check thử là cái sản phẩm đã đủ tiêu chuẩn chưa. Nếu mà được rồi thì mới xuất ra thị trường ạ. Vậy là em là trong bộ phận văn phòng hay là? Dạ, em làm văn phòng, làm về quản lý cái em quản lý trong cái nguyên vật liệu để mà cái linh kiện mà để lắp ở trong cái binh đó. Dạ, là cấp dưới của anh này. Dạ. Ủa nhưng mà hai vợ chồng là về đây tham gia nhìn vợ chồng son là từ khi nào? Dạ, hai vợ chồng em là về từ tối khuya ngày thứ năm, nghĩa là rất là yêu thích chương trình. Và nghe nói là chương trình là phải kết hôn được khoảng tầm 6 tháng thì mới được đăng ký. Cho nên là từ lúc làm đăng ký kết hôn xong là em làm đủ tiêu chuẩn là em làm cái đơn xin phép được tham gia chương trình. Xong là nhận được sự đồng ý thì là hai vợ chồng sắp xếp để bay về đây quay chương trình. Bay về đây luôn á? Dạ, bay về đây quay chương trình. Kim Tae Hyun, thích bạn này lúc nào? Dạ, em hỏi đi. À, 오빠가 저 언제부터 약간 우리 언제부터 오빠 나를 좋아하는지 설명하시면 돼요. 그러니까 처음에 이제 남산에서 만났었는데 이제 처음에 만났을 때는 되게 여동생 같고 밝은 모습이 되게 귀여웠는데 두 번, 세 번 만나면서 마음이 너무 착하고 상냥한 거를 제가 느끼게 돼서 제가 좋아하게 됐습니다. Dạ, anh nói là lúc đầu gặp em mà sau khi mà đã quyết định gặp nhau rồi đó thì gặp ở tháp Nam San thì anh thấy là em rất là nhỏ nhắn, anh thấy em giống như một người em gái gì đó, thì gặp hiền lành, thấy hiền lành, gặp vài lần nữa thì thấy dễ thương quá, cho nên là bắt đầu lúc đó là bắt đầu thích em. Mà trước đó là các em quen nhau là như thế nào, cơ duyên nào mà gặp nhau? Dạ, hai đứa em gặp nhau là qua một ứng dụng tìm bạn của Hàn Quốc ạ. Lúc đó thì là em vừa qua Hàn Quốc đi du học được hơn một năm, em học thạc sĩ. Còn anh là cũng vừa trở về từ Nhật Bản, anh du học ở bên Nhật Bản về. Thì là trong khoảng thời gian đó là anh ở bên đó 6 năm thì về Hàn Quốc là không có bạn và cảm thấy rất là cô đơn. Anh thì lại rất thích tiếng Việt và thích đồ ăn Việt Nam, thế cho nên là anh đã lên đó để mà tìm bạn. Còn em thì cũng muốn được học thêm tiếng Hàn với có thêm người bạn ở Hàn Quốc để mình cũng bớt cô đơn. Thế là hai đứa giữa rất là nhiều người ở trên đó thì hai đứa đã gặp nhau. Bao lâu thì mới gặp nhau trực tiếp ở ngoài? Anh làm quen với em xong nói chuyện với nhau là được khoảng tầm gần một tháng. Trong lòng mình là cũng cái được kim là kỹ cái cảm giác là anh này cũng là người tốt rồi, nhưng mình cũng chưa chắc chắn được. Sau đó là khoảng tầm gần một tháng sau nữa. Nghĩa là như vậy, lúc mà gặp nhau ở tháp Nam San á, chỉ là bạn bè nói chuyện qua lại thôi. Thì anh có hứa với em là sau đó là khoảng tầm một thời gian sẽ em chuyển lên gần Seoul á, thì là hai đứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Tại vì trước đó là em cũng ở khá xa, khoảng 3 tiếng đi xe hơi, là sau đó sẽ gặp nhau. Nhưng mà anh không có giữ lời. Gặp nhau mới có cách chia tay nhau mới có 2 ngày thôi, thì là anh cứ xuống nhà em liên tục, xuống hoài luôn. Từ đó qua nhà em có gần không? Dạ không ạ, mình lái xe 3 tiếng. Trời, 3 tiếng lái xe hơi 3 tiếng. Mà ngày nào cũng xuống, có nếu mà bận quá thì là 2 ngày xuống một lần, mà xuống xong ở miết ở dưới, mà ngày nào cũng ngồi tới gà gáy vậy đó. Ba mẹ gọi mới chịu gì. Nói chung là khi nói chuyện thì ảnh là một người rất là chân thành, thật sự rất là lịch sự luôn, cứ có hai đứa đồng tiền có duyên nữa. Đâm ra là rất em rất là thích luôn. Nghĩa là ví dụ như đàn ông mà gặp thì tặng nhẫn hay tặng hoa tặng gì, ảnh là tặng cho em những thứ như là kem dưỡng tay nè, rồi thuốc bổ mắt, bổ đồ. Em là bị bệnh hơi nhiều, thế là ảnh chăm lo đủ thứ, từ những cái mà sức khỏe không à, máy đấm lưng các kiểu. Này cái đâm ra mình thấy ông này ông nhiệt tình mà hiền khô à, đâm ra là thích quý luôn. Em thích cái điều gì trên khuôn mặt của Tae Hyun?
em thích hết, nhưng mà lúc đồng tiền là dễ thương nhất hay mà lúc đồng tiền. Dịch đi. Oppa, oppa ơi cười. Smile, smile. Oppa, oppa. Bây giờ, bây giờ kia hàng bao giờ tôi đinh kế. Nè đây nè. Trên nhau với sọp, phía nào kia với sọp. Chào anh thấy vô cô. Trên like cái. Rồi bao lâu thì anh mới tỏ tình với Trinh? À, dạ gặp nhau nữa là từ lúc mà gặp ở Tháp Lâm San cho tới sau đó là khoảng tầm một tháng hơn nữa, thì là anh mới hẹn em đi ăn một bữa ăn rất là lãng mạn ở nhà hàng Ý. Xong rồi dắt đi uống cà phê rồi đi chơi được các kiểu mà cũng không nói là quen nhau. Nhưng mà anh này không biết anh sao, tự nhiên lúc đó là mình có đồng ý là quen ảnh đâu hay là chưa tỏ tình gì hết. Tự dưng cái đi ăn cái ảnh mới nói là Trinh ơi, sau này Trinh học thạc sĩ xong Trinh đừng có về Việt Nam được không? Anh sẽ cố gắng làm kiếm thật là nhiều tiền, một năm anh cho Trinh về Việt Nam chơi với ba mẹ hai lần, thăm ba mẹ, Trinh có đồng ý không? Mình nghĩ ủa trời đất ơi, có quen nhau có chịu lấy nhau hay như nào đâu mà lúc đó là chưa tỏ tình gì. Chưa tỏ tình gì hết. Xong rồi cái hỏi là Trinh ơi anh mua nhẫn Trinh có chịu đeo không? Cái là mình cũng không nói gì cả. Xong rồi lát hồi trở về nhà đi ăn xong trở về nhà, anh có hỏi em là Trinh ơi em có đồng ý làm bạn gái anh không? Thì em không trả lời, nhưng mà anh cũng nghĩ chắc là mình cũng đồng ý, nhìn cái cách của mình đó. Thế là hai đứa hôn nhau là đồng ý là quen nhau. Nhưng mà gia đình của em á, em có giới thiệu ảnh rồi gia đình em có ủng hộ không? Lúc đầu thì em có nói với ba má, nói sơ qua là con có quen với một anh người Hàn Quốc đó. Thì ba má nói trời ơi đi qua đó xa xôi con ơi, đi về đi rồi cưới người Việt Nam cho gần cho ba má đỡ lo. Chứ bây giờ quen bên đó thì biết người ta là ai, người ta có lừa lọc gì mình không? Đúng. Rồi khổ này kia. Cha mẹ cũng vừa sợ nhiều khi phim lấy chồng Hàn Quốc vậy đó. Dạ đúng rồi, thực tế là phải nói như vậy bởi vì có rất là nhiều cái tin tức cho nên là ba má em cũng sợ. Nhưng mà em thì lại có thói quen là điện thoại ba má mỗi ngày. Mà gặp anh này thì là mỗi lần em điện là cứ chồm vô má khỏe không này kia, cái kiểu rất là dễ thương. Gặp má em mà cứ hỏi má ăn cơm trưa này kia. Rồi má em thấy dần dần thì thấy cũng anh này cũng ok dễ thương. Nhưng mà có một cái đợt là đợt đó năm 2020 thì Covid bùng rất là mạnh ở Hàn Quốc. Phải nói là đó, thì là ảnh cũng em đi làm thêm đó thì ảnh cũng sợ. Nhưng mà ba má thì rất là lo muốn là em về Việt Nam. Nhưng mà ảnh có điện thoại nói với má em là má đừng có lo, thì nếu mà có chuyện gì thì con sẽ đón Trinh lên trên nhà ở với lại gia đình con, thì là có ba mẹ con chăm sóc nên là không lo gì cả. Và cũng từ đó là ba má cảm thấy tin tưởng và thích anh luôn. Sau đó là khoảng tầm tháng 10 thì hai đứa về ở chung, tại vì là lúc đó thì em đi học mà bận á nên là em nghỉ làm thêm về ở chung với ba mẹ luôn. Xong đó khoảng tầm 6 tháng sau thì mới đăng ký kết hôn xong. Rồi về ở chung thì nói chung là có khi nào mà hai vợ chồng không hiểu nhau? Dạ. Rồi coi cãi nhau. Ảnh thì có một cái tật là rất là tiết kiệm, mà ảnh nói với em ảnh cũng hơi cố chấp nữa. Ảnh ở bên Nhật thì là hay bị stress về công về học tập rồi đi làm nữa nên là ảnh hay rụng tóc. Thì ảnh có mua một loại thuốc, ảnh mua về ảnh uống mà ảnh chưa khui, ảnh mua nhiều lắm. Thế là ảnh mới lấy ra ảnh nói với em là bây giờ anh uống, thì em cũng nghĩ là nó còn đát để anh uống thôi. Xong rồi tự dưng một thời gian em vào em kiểm tra thì em thấy là nó quá đắt rồi. Quá đắt rồi mà quá đắt một thời gian ngắn thôi. Thì em mới nói ủa anh ơi, sao giờ này cái này nó quá đắt mà anh vẫn uống? Thì anh nói không mà nó có sao đâu, anh đã khui đâu, nó là đồ mới mà. Ở trong hộp mới mà. Xong rồi em mới lấy em vứt, thì anh mới giận em tại vì nó mắc tiền, với anh nói là em vứt như vậy là đồ của anh thì em không tôn trọng anh, em phải để anh quyết định á. Cái em mới giải thích là anh làm như vậy là không được, ảnh hưởng tới sức khỏe này kia. Rồi anh mới thấy em khóc rồi anh xin lỗi anh dỗ. Rồi cái lần đó là cãi vã lớn nhất hả? Dạ, mà cũng một xíu là xong, chứ cũng không lớn lắm. Sẵn em nói luôn cái tật xấu của bạn đi. Tật xấu của ảnh em sẽ xin cô, em sẽ báo cáo hết ngày hôm nay. Ảnh là có tật xấu là ảnh rất là thích cắn móng tay và xé móng tay. Cái tay của ảnh upa xôn trong bôi ô từ rồi á. Xe tay coi. Ảnh xé, ảnh xé cái móng tay anh rất là nhiều, ảnh thích như vậy đó. Và kiểu như là ảnh cứ xé cho tới lúc mà kiểu mà mình ngăn cản ảnh là ảnh không có, kiểu như là lúc đó là cơn muốn xé nó đang tới mà mình giành giật là ảnh không chịu, phải xé cho đứt cái chỗ đó ra xong anh mới chịu. Vậy là những người đó là biểu hiện của những người bị stress á. Có một cái tập nữa là ảnh rất là sạch sẽ, ảnh sạch một cách khủng khiếp luôn. Ảnh đi làm về hả là ảnh chưa thay đồ chưa gì hết, mà trong khi trên xe là ảnh nói với em là sau khi về là anh sẽ phải tắm rửa nghỉ ngơi liền, anh quá mệt rồi. Thế là bắt đầu đi tới nhà chưa kịp cởi giỏ sách ra nữa là bắt đầu thấy lấy cái máy hút bụi hút rồi lấy cái đồ lăn bụi đó lăn tóc lăn đồ xong càm ràm. Trinh ơi tại sao mà tóc em lại rụng như vậy, em có thể nào làm cho nó bớt rụng được không? Rồi ảnh nói nhiều cái rất là mắc cười. Rất là sạch sẽ. Ảnh rất là sạch sẽ luôn. Xong rồi là tắm thì một ngày tắm 2-3 lần. Đêm á, ví dụ như anh hay đổ mồ hôi thì đêm mà dụ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mà anh đổ mồ hôi là anh vẫn đi tắm. Trời. Xong anh vô anh nằm máy lạnh. Nguy hiểm quá. Anh bật máy quạt này kia, kiểu nói chung là anh rất là sợ nóng. Rồi sao còn tật gì nữa nè? Tật xấu nữa là anh có ghen không? Anh hơi ghen. Ví dụ như em là rất thích diễn viên Hàn Quốc, coi mà thấy anh nào đẹp trai là trời, chồng em, chồng thăm Tenita. Cứ nói là chồng em. Xong bữa hai đứa đang nằm ôm nhau coi phim, cái em thấy anh diễn viên kia đẹp trai quá. Cái lại em nói chồng em nói nha cái ổng xô em ra, chồng em phải chạy tới nó mà ôm đi. Xong rồi hỏi em là em có bao nhiêu chồng rồi. Nhưng mà em có mong ảnh thay đổi cái điều gì không? Chị thấy là cũng một số tật gì cũng đáng yêu. Chứ dạ nói chung ảnh rất là đáng yêu. Kiểu ảnh thay đổi thì ảnh rất là suy nghĩ nhiều về cho tương lai, một người rất là chăm chỉ, lúc nào làm việc là cũng muốn kiếm thật là nhiều tiền, mặc dù là tụi em không bị áp lực nhiều về kinh tế. Nhưng ảnh vẫn sợ là sau này đẻ con ra thì không có điều kiện để lo cho con tốt giống như người ta, cho nên là cứ suy nghĩ là phải làm cái này làm cái kia. Anh có thể làm thêm cái này không, làm thêm cái
cái kia không, rồi cứ làm mà không phải là nói không mà làm. Anh có đi làm thêm nữa, làm thêm rất là nhiều để mà kiếm thêm tiền đó. Rất là đáng yêu. À còn tật xấu của em để em hỏi anh thử, anh để anh trả lời cho nha. Đúng rồi. Oppa, 이번에 좋은 기회 꼭잡아. 꼭 잡아. Dạ, anh đây lần này phải nắm lấy cơ hội này để nói xấu em. Đó, 꼭 잡아. 집에서 이제 평소에도 저한테 뽀뽀나 깨무는 거를 자주 하는 편인데 이제 집에서 제가 뭐 일을 하거나 뭐 예를 들어서 게임을 하거나 굉장히 집중해 있을 때 꼭 그럴 때 이제 와가지고 저한테 이제 깨물거나 뽀뽀를 하면은 물론 사랑하 집한테 그때 엄청 짜증이 나가지고 저리 가라고 이렇게 소리를 지르는데 뭐 그럴 때가 있습니다. 같이 이제 누워서 서로 핸드폰을 보는데 이제 서로 이제 좋아하는 거를 각자 이렇게 보다가 꼭 자기가 보는 게 이제 끝나면은 이제 저한테 와서 아 오빠 왜 나한테 관심이 없냐고 이렇게 그럴 때 얘기할 때 가끔씩 짜증이 납니다. 이제 되게 평소에 걱정이 되게 많아서 나가기 전에 이제 가스나 뭐 전기 이런 거를 꺼져 있는지 이제 다 일일이 사진을 찍고 저한테 와서 이거 보라고 이제 꺼져 있는 거 맞냐고 저한테 꼭 확인을 해서 매번 그러니까 좀 심하지 않나 그렇게 생각할 때가 있어요. Lo lắng và cẩn thận một cách thái quá. Dạ đúng rồi, nhiều khi mà không biết sao để chữa được. Cứ sợ là mình chưa. Rồi còn gì nữa không? Rồi hỏi anh đi bây giờ anh có muốn Trinh thay đổi cái gì để cho Trinh hoàn thiện hơn không? Dạ, 오빠가 아 제가 어떻게 변하면 좋겠는지. 아 근데 또 이제 신 그대로의 매력이 있기 때문에 변하지 말고 지금처럼 그대로 똑같았으면 좋겠습니다. Anh nói là Trinh như vậy nhưng mà rất là đáng yêu và có sức hấp dẫn cho nên là cứ như vậy là được, không cần phải thay đổi. Không cần phải thay đổi. No chance. Ok, ok. Yeah. Vậy bây giờ anh có muốn Trinh có em bé không? Hỏi đi. 오빠, 우리 오빠 지금 내가 아기 낳은 거 좋지? 오빠 아기 낳은 거 좋아하세요? 많이 따뜻하게 하세요. 좋습니다. 내년에 꼭 아기를 낳고 싶어요. Anh nói là anh rất là thích, năm sau là phải có con. Thật con ra hồi nãy đó là khi mà em khui thật xấu đó. Dạ. Là khi mà anh khui thật xấu là anh biết là anh nôn con lắm rồi. Dạ. Là mong cho em đẻ để mà em hung đứa con để mà bớt khung ổng lại, đúng không? Dạ. Và bây giờ nè, trước khi mà anh gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Dạ. Thì em cũng là một người con xa xứ. Dạ. Lấy chồng xa quê nhà. Dạ. Nói chứ cha mẹ ở Việt Nam vẫn... Nói vậy thôi chứ vẫn còn những canh cánh, những cái nỗi lo. Dạ. Và ngày hôm nay em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì em có điều gì muốn nói với ba mẹ mình hay không? Cũng như là nói với ba mẹ chồng mình hay không? Về cái cuộc sống hôn nhân của mình cho tới bây giờ. Nói cho ba mẹ yên tâm đó mà. Đây. Đây. Con thì cảm ơn ba má đã luôn tin tưởng những quyết định trong cuộc sống của con và đồng ý cho con đi du học ở Hàn Quốc và kết hôn với người đàn ông mà con muốn. Con biết là ba má còn... rất là nhiều lo lắng về con, nhưng mà con sẽ sống hạnh phúc và là người tốt, báo hiếu cho ba má chồng. Ba má, cảm ơn ba má đã tin tưởng con, là em muốn gửi lời tới ba má của em. Còn tới ba má chồng là chồng không nghe nhỉ? Được. 저 이렇게 머리가 주고 한국에 와서 오빠도 만날 수 있고 부모님도 만날 수 있으니까 얼마나 행복한지 모릅니다. 이렇게 우리 항상 믿고 뭐 응원해 주시고 도와주셔서 너무 감사하시고요. 뭐 우리 영원히 서로 더욱 사랑하시고 뭐 행복하게 살겠습니다. 약속합니다. 아, 아버지 어머니, 제가 이제 저도 해외 생활을 오래 했기 때문에 저도 6년이나 해외 생활을 했기 때문에 이제 자기 친부모와 오래 떨어져 있는 게 얼마나 힘든 일인지 잘 알고 있는데 그 마음을 알고 있는 만큼 더 잘 보살피고 더 사랑하면서 자주 찾아뵙고 그렇게 살도록 하겠습니다. 감사합니다. đáng yêu quá, so sweet. Anh chúc cho hai vợ chồng Trinh với Kim Thay anh nha. Trong năm nay bác sĩ Hàn Quốc báo tin vui. Dạ. Qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời. Dạ. Đến với gia đình của hai em. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Chú rể nhìn trẻ măng, cô dâu nhìn trẻ măng. Chú rể cà vạt vàng giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Đỗ Trọng Nghĩa, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên sale. Còn em? Còn em tên là Nguyễn Thị Bích Thùy, em năm nay cũng 26 tuổi và hiện đang làm giáo viên mầm non. Cô giáo, cái này là bán hàng. Hai bạn nào quen nhau khi nào? Hai đứa em học chung từ ngoài mẫu giáo rồi, nhà cũng gần lắm. Nghĩa là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đó hả? Dạ. Cùng ăn chung cây bưởi sau nhà, chung lớp, chung trường. Học chung thì là tới năm lớp 12 luôn. Ấn tượng của em đối với vợ em á, cái là rất là điệu. Điệu mà không trai nói mình điệu đó. Thì ở một con trai mà nói, ôi sao điệu quá vậy, là đầu dí, chạy hết toàn sân trường luôn để quýnh người ta. Không biết sao lúc đó hồi nhỏ dữ lắm. Mà ghét nhất là con trai cứ chọc mình, cứ nói là mình điệu mà lúc mình đâu có điệu đâu. Đi học thì kẹp có mấy cái kẹp trên đầu chứ mấy. cái sự điệu này là em thấy mà em sợ luôn á. Sao? Buổi sáng tới 5 giờ chiều là về.
năm mình gửi là lại vào trường học thêm tiếp, cũng gán chạy về nhà thay đồ lên. Em nói trời sao rảnh vậy? Ủa, có nghĩa là hai bạn học chung với nhau từ mẫu giáo lên tới 12 luôn hay sao? Dạ, đúng. Chung từ nhỏ đến lớn. Biết nhau mà không nói chuyện với nhau. Vậy tới năm 12 đầu mới có ấn tượng với nhau nhỉ? Rồi ấn tượng là xong rồi bị bắt nạt hoài vậy đó. Rồi bắt lúc nạt suốt là từ mẫu giáo lên tới 12 luôn. Em thì không có bắt nạt chồng em đâu. Lúc đó chồng em y như một con mọt sách vậy á, ít bạn bè lắm, trong khi em á thì nguyên trường ai em cũng quen hết á. Xong rồi cái năm đó thì cô là để xếp em ngồi kế chồng em luôn. Đích chính á là để cho em bớt nói chuyện, nói nhiều lại tại vì em nói nhiều quá. Trời ơi, bắt em ngồi kế một người cả ngày hả, không nói gì hết á. Em buồn lắm kìa, không biết làm gì hết á. Tới giờ học em rảnh mà không biết làm gì. Cái lấy cục phấn á, kẻ đôi bàn, kẻ đôi ghế ra, cái mà cứ đụng qua một cái là em ngắt, em nhéo, em quýnh. Cái hôm đó hả, lấn qua một cái em lấy cái tay em vừa định nhéo qua một cái thì hả, nắm chặt tay em luôn. Thì lúc đó là giống như bị đứng, bị đơ luôn. À, bị đơ luôn. Bị đơ luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, run lắm luôn á. Thì vô tình nhỏ bạn nó ngồi sau á, nó rớt cái bút, nó cúi xuống nó thấy. Nó mới la lên. Trời, hai đứa này đang làm gì vậy? Xong cái hoảng hồn mới giật cái tay ra. Lúc đó thì cũng thấy ngộ ngộ trong người rồi, nhưng mà ấn tượng nhất là hôm đó là thầy toán hỏi một cái bài toán đó nha, mà gọi lần lượt tất cả các bạn từ giỏi tính khá trong lớp luôn, đứng lên đều trả lời sai hết á. Tới khi gọi chồng em lên á thì trả lời được, rồi bắt đầu là từ ghét chuyển qua thấy ngưỡng ngộ quá, tại vì học giỏi mà hiền lành nữa. Mới nghe nè, rồi hai chồng yêu nhau năm lớp 12 hả? Dạ. Rồi bao lâu thì kết hôn? 8 năm. À, có nghĩa là hết đại học. Rồi vậy là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, được 4 tháng. Đúng son quá son luôn. Rồi ai cầu hôn ai vậy trời? Nó quen nhau 7 năm rồi. Cái mỗi lần đi chơi là vợ em hay nói nè, anh ơi, mấy đứa bạn thân mình nó cưới nhau hết trơn rồi, chừng nào mới tới mình? Cái em nó công việc cũng chưa ổn định, cái nói thôi từ từ đi em. Hôm sau đi chơi tới cũng nhắc nữa, nhắc nhiều lần luôn. Cái tới lần đó vợ em đạt đỉnh điểm rồi đó. Cái đầu mới hông, nó là bây giờ anh nó cưới em không? Chứ bây giờ là em đợi là 7 năm rồi, cũng lâu lắm rồi. Anh biết là có nhiều người thay đuổi em lắm á. Nếu mà anh không cưới em là em chịu người ta đó, lần nữa sao nha. Cái mình cũng lo lo. Cái anh về xin gia đình, thì đình đồng ý. Rồi á, lấy nhau về á, chắc là không có phát hiện ra cái gì mới mẻ nhau nữa đúng không? Rành nhau quá rồi mà. Trời ơi, từ lúc yêu nhau tới lúc giờ cũng không thay đổi được cái tính. Ảnh là mê ngủ lắm. Thường xuyên hẹn em đi chơi nhưng mà lăn ra ngủ quên. Mà ảnh mà ngủ là không ai kêu được hết đó. Lấy nhau về á, đi làm thôi, về tới nhà cái tắm rửa sạch sẽ xong nói vậy nè: hôm nay anh chở vợ đi chơi ha. Rồi leo lên giường nằm ôm cái gói, là chỉ cần 2 phút thôi em quay ra là khò khò khò. Gần ôm cái ôm là ngủ liền nha. Dạ, ôm cái gói ôm đó là ngủ liền à. Nghĩa là ôm cái ôm là dễ ngủ. Dạ. Vậy thì ôm vợ có dễ ngủ không? Ôm vợ ngủ không được. Thức không à. Mà anh biết không, bây giờ mới phát hiện ra cái lý do đó là thức khuya coi đáp anh đó, coi tới sáng luôn. Ngoài ra còn cái gì nữa không? Chồng em rất là kỹ tính, quần áo em bỏ vô máy giặt giặt á, xong em phơi lên xong đi ra lặn lấy quần áo đi vô giặt lại. Trời ơi, vậy đó hả? Cái này là kỹ một cách mà thái quá luôn á. Đồ cũng vậy, kỳ cục kẹo á. Em ủi đồ á, em ủi xong em máng lên hết rồi, xong rồi cái lấy đồ xuống ủi lại. Em bực lắm, em không biết sao kỳ vậy nữa. Rồi bây giờ cuối cùng á là giờ là thành ra ai ủi đồ ai giặt đồ? Dạ, từ đó trở đi là tự ủi tự giặt luôn. Có làm giùm cho vợ không, hay là mạnh đứa nào đứa đó giặt, mạnh đứa nào đứa đó ủi? Dạ, mạnh đứa nào đứa làm. Vậy rồi mạnh đứa nào đứa đó ôm gối ôm của đứa đó luôn. Cái đó là cấm rồi. Cấm gì? Ôm gối ôm nữa. Em nói mà ôm gối ôm bỏ em hoài, em giục cái ôm luôn. Nghĩa là mê gối ôm hơn mê vợ hả? Một vụ đó lớn lắm. Em nằm coi tivi cái ôm em quay qua bên đây. Vợ nằm đang nằm cái đung cái giường em hết hồn. Có gì vậy? Không nói gì, cứ cầm cái mền quăng cái dèo xuống dưới đất. Xuống đất nằm. Em xuống nãy thôi lên đây đi ôm ngủ. Cho thức sáng đêm luôn. Vậy thì bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì? Hứa cái gì với em thì phải chồng phải thực hiện được. Rồi bớt ngủ đó phải không? Dạ đúng rồi đó. Chứ lại chồng em từ đó giờ không có khái niệm lãng mạn là gì á. Ồ vậy. Giống như là em mà nói ra gì em kể gì á thì nói là sến không thực tế, chỉ có trên phim mới có thôi. Nên là em muốn là chồng em lâu lâu á tạo cái gì đó bất ngờ cho vợ. Em muốn chồng em thay đổi như vậy. Thay đổi được không? Dạ được. Còn em muốn vợ em thay đổi gì? Nấu ăn nhiều vô. Tại vì trước khi lấy mẹ vợ em mới nói một câu rồi, là con gái của mẹ từ nhỏ giờ mẹ không cho làm gì đó. Con lấy về con phải dạy đó nha. Nói mẹ yên tâm đi, con quen lâu con biết, con dạy được. Đi về cái em nhờ nấu mì, nước nhiều mì nữa. Có nghĩa là giờ mong muốn của em á là muốn vợ em biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Còn muốn gì nữa không? Thứ hai là bớt giận vô cớ. Cái bữa nào mà em đi làm về trễ một cái, chưa hỏi lý do là bắt đầu giận. Chà, hôm nay chồng đi làm về mệt dữ ta. Vợ đợi chồng từ 5 giờ chiều tới giờ luôn, mấy tiếng đồng hồ luôn. Ngày mai tới chồng ở nhà nha. Ở nhà đợi vợ, vợ làm 10 giờ vợ về. Lẫy hả? Lẫy. Ra hai bạn này thì những cái mong mỏi này đâu có gì khó khăn đó hả? Quá nhỏ đúng không? Chắc lẽ là tại vì hai bạn chưa có em bé, cho nên là còn giận dỗi, còn tập trung cho những cái sở thích của mình. Tại vì vẫn còn chưa hết được cái mối tình học trò đó. Thôi nhưng mà nói chung là mối tình của bạn quá là dễ thương. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế này. Cảm ơn hai bạn. Con là Trang, con sinh năm 92.
Hiện tại thì con, trước đây thì con làm nghệ thuật. Con đã từng có một thời gian là diễn viên múa và là giảng viên múa của trường Học viện Múa Quốc gia Việt Nam bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Chúng con là kinh doanh về mỹ phẩm và quần áo thời trang ạ. Yeah. Ủa 92 là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ, con để mà tính sang lịch thì chắc là bây giờ bước sang tuổi 31 hay 32. Đấy, 32. Thế mà nhìn quá trẻ luôn. Cô nhìn cô tưởng con. Dạ, và hiện tại thì bọn con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi, quá surprise luôn. Đang suy nghĩ, chíp thôi mà đi lấy chồng sớm thế. Không biết đâu, đang nghĩ em, lòng. Em cũng nghĩ là cỡ 22, 23 thôi. Thiệt, thật sự luôn á. Ôi, sướng quá. Con là con còn lớn tuổi hơn Xí Ngầu nữa đó. Dạ. Xí Ngầu nhà cô là 94. Vâng, con 92. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi đấy ạ. Bé thứ 2 thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Con, ôi trời, con chú cũng mới chuẩn bị 8 tuổi. Con nhìn cô chú khen. Thiệt luôn á, để không, con trẻ quá. Chuyển qua bạn chồng có nó nhiều tuổi nữa. Thiệt, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con ạ, con thì con sinh năm 90 ạ. Con lớn hơn 2 tuổi. Vâng, lớn hơn 2 tuổi. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ, con tên là Xuân Sơn ạ. Xuân gì? Xuân Sơn ạ. Xuân Sơn. Sao hai đứa này nó trẻ dữ vậy ta? Chồng còn lớn hơn vợ 2 tuổi. Chắc suốt ngày á, chồng hát vợ múa. Hay là tại hai vợ chồng cũng khối hợp với nhau. Hay là, dùng mỹ phẩm của con mà bị chắc là có không? Trẻ hóa ngược lại đúng không? Rồi, chút nữa giới thiệu cho cô chú cái tên dạ, vâng đó. Để chú về chú xài, để cho đúng chú rồi. Giật cái tuổi chú con lại. Con sẽ tặng cô chú cả trường quay luôn ạ. Ôi gì hả? Ôi, mỹ hóa quá. Giật cái tuổi của cô lại nghe không? Vâng, vâng, cho chú xin nha. Rồi, bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Để chú đoán nè. Chắc có thể là vào một cái dịp nào đó con làm một cái MV ca nhạc. Thế là con cần một cái nhóm múa minh họa. Chú nói này cho con hiểu không? Vâng. Con cần một nhóm múa minh họa là minh họa cho MV ca nhạc này của con. Thì cái nhóm, trong nhóm đó là có cô bé này. Vâng. Và con thấy Trang xinh quá. Và sau khi hoàn thành MV đó rồi con cua Trang luôn. Đúng không? Tức là ông ấy đoán không làm thầy bói á con. Đúng không? Đúng không, thầy bói có khác. Ừ, đúng rồi. Thế thì con nghĩ chú phải nên đấy chuyển nghề đấy ạ. Ôi, trời ơi, chuyển nghề đấy ạ. Bởi vì thực ra là nó không đúng 100% nhưng mà đến 90% đấy ạ. Ủa là sao? Tức là em được hai bạn công nhận là em đã có thể hành nghề thầy bói, bữa nay cấp bằng. Đúng đúng. Ủa là đón trúng không? Từ đó giờ là không bao giờ trúng. Không bao giờ trúng 100% là cặp. Không, nhưng mà chắc là chú có duyên với vợ chồng con. Ủa, mà chú đón trúng không? Trúng. Tao nói là trúng đến 90%. Trúng đến 90%. Trời ơi. Đâu bây giờ thôi kể cụ thể đi. Bây giờ con sẽ chia sẻ nha. Ừ, con chia sẻ nha. Hay là chồng chia sẻ nhỉ? Thì thôi hai đứa quánh tôi xì đi. Quánh đi. Nói chứ. Quánh đi. 1, 2, 3. Rồi, đứa nào thắng chia sẻ. Vâng. Cái tiểu sử của vợ chồng con là như thế này. Thắng chia sẻ mà. Thắng chồng mà. Mời em. Thì thực ra cái khoảng thời gian mà bọn con quen nhau thì con không biết là mọi người có tin không để mà đi đến cái ngày hôm nay khi mà chúng con từ yêu nhau dẫn đến kết hôn rồi là sinh hai bé và xây dựng gia đình. Thì nói thật sự với mọi người là bọn con quen nhau qua online ạ. Tức là cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam. Thì con ở ngoài Hà Nội. Thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà con và chồng con là hai vợ chồng là cùng vừa mới chia tay người yêu cũ. Thì có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ. Khi mà vào inbox con ở trên Facebook ạ. Thì con vào con không hề thấy là có cái sự tương tác nào cả. Thì tự nhiên lại vào inbox là: chào em, anh có một chuyện này muốn nói chuyện với em được không? Thì con trả lời lại, tại vì nó vào trong cái phần tin nhắn chờ, thế nên là con cũng chưa rep lại được luôn lúc đó. Thì là đến khi con vào con trả lời thì con bảo là: dạ vâng, em chào anh, có việc gì đấy ạ? Thì chồng con, lúc đấy là con chưa vào Facebook xem, thì để xem là anh ấy nói gì đã. Thì anh ấy nói với con là anh là ca sĩ. Và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV đấy. Con nói đến khúc này là chú đã thấy là coi như không cần nói nữa. Tức là không cần nói nữa là bé này đồng ý. Rợn da gà luôn. Đó, bé đồng ý. Là bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Đó. Dạ, thực ra với cô là cái lúc mà anh ấy làm quen với con á thì anh ấy nói con là anh ấy chuẩn bị ra một cái MV trong cái thời gian tới và anh ấy thấy gương mặt của con là phù hợp với MV của anh ấy. Và anh ấy có ngỏ lời là muốn là mời con làm diễn viên chính trong MV đó. Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi, con chưa thấy một MV nào hết ạ. À, như vậy là cái 10% đó là em bị sai. Đúng, đúng. Tức là em đoán đúng cái ước mơ của bé vợ thôi. Đúng rồi ạ. Nãy giờ tôi đoán sai hả? Con ước là con được biểu diễn trong cái MV đó. Đó, tức là em nghĩ là con, nhưng mà thực ra suy cho cùng là nghĩ đến bây giờ là tức là chỉ lý do để mà chồng con để làm quen với con. Làm quen thôi ạ. Tới bây giờ vẫn chưa có MV nào. Dạ vâng. Chưa có MV nào. Vậy bây giờ mình gom lại là chú đoán sai đó hả? Tức là con bảo chú đoán nhưng mà chú đoán được ý chính rồi. Tức là có em mời chỉ tham gia MV nhưng mà cái đấy nó không xảy ra là sự thật thôi ạ. Tức là em đoán được cái ước mơ của bé vợ chị đã nói rồi. Rồi bây giờ hỏi chồng nè. Quá. Sao con? Dạ. Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là có là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? Bởi vì cô chú ạ, hồi đấy là mới chia tay người yêu xong thứ nhất này.
mà mình làm nghệ thuật ấy, nó rất là ảnh hưởng tâm lý. Cô đơn lắm. Thế là tự nhiên một ngày lướt Facebook rất là đẹp, mình không hiểu vì sao sao lại có cô bé nào trong nick mình thế này, mà sao lại có bạn bè chung, bạn là bạn bè không biết được, không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Thì ra mình nhìn và ấn vào profile xem, ui xinh quá. Ôi, mới lớn mà chú, cái tuổi mới lớn mà. Xinh thế mà còn làm nghệ thuật đó, ui điểm chung chết rồi. Phải thử chứ, phải chỉ còn một con đường là làm MV rồi. Đấy, lúc ấy là nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội, bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ để gặp nhau mà lại nói chuyện, cái lý do làm sao cho nó hợp lý nhỉ. Chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy, thôi lấy cớ đấy để như nào. Con thi chương trình gì? Giọng hát Việt. Giọng hát Việt. Rồi sao nào? Rồi xong sao nữa? Thì xong thì thực ra là xong rồi cái cuộc hành trình mà để tán ấy nó cũng rất là dài. Thực ra là mình lấy những cái gì nhỉ? Những cái bản năng, những cái mà mình có thì có năng khiếu, mình sẽ đẩy hết ra, xô hết ra cho người ta. Nó rất là dài. Ví dụ như này, kể một cái đơn giản như này thôi ạ. Đầu tiên là con mời đóng MV này, thì cô ấy cũng đồng ý, cũng thích, rất chắc là cũng biết rồi. Chắc cũng ấy cũng đồng ý nói chuyện qua lại đúng không? Nói chuyện qua lại thì mình là đàn ông mà, thì mình cũng phải này kia. Thực ra là mình ý đồ sẵn là mình tán tỉnh rồi. Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy lại càng hợp hơn nữa. Thế cảm thấy như nào người ta nói là cuốn ấy. Cuốn. Nhưng mà cô có hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? Lúc đấy cũng có hỏi nhưng mình trả lời là hay sao? Tôi phải tưởng tượng ra thôi, vấn đề gì đâu. Em yên tâm, anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Đang chờ. Em yên tâm. Anh đang nghĩ nào để anh bốc phét cho nó gọi là cô biết mà, cô biết chứ. Rồi xong rồi á là cái lần đầu tiên á mà con hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Trong Nam hay ngoài Bắc hay là bằng cách nào để mà gặp? Sau 2 tuần có nói chuyện, xong đến 3 tuần rồi phải là tầm đến tầm 1 tháng con bắt đầu con nói là con thích. Con bay ra nói. Không, con thích đã. Tớ thích ấy. Sau bắt đầu mới nói chuyện theo kiểu xưng hô kiểu khác đi một chút. Nói chuyện theo kiểu là nó nhẹ nhàng hơn một chút, anh em nó dịu dàng hơn. Sau lúc đó là lúc chưa gặp đâu ạ. Phải đến mấy tháng sau mới. Hai tháng sau ạ. Con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian 1 tháng thì tức là nói chuyện với nhau được 2 tuần thì anh ấy nói là anh ấy thích con. Xong tiếp theo là nói đến 1 tháng thì anh ấy nói là tình cảm bắt đầu nó hơi sâu một chút rồi. Chắc là nó có thể gọi là yêu không? Đấy, nói con như thế. 1 tháng đã nói yêu thì mới đầu con chỉ nghĩ đơn giản là tại vì bản thân con là một cái người rất là tình cảm và con luôn thích, tức là người yêu mình là phải ở bên cạnh mình chứ mình không yêu được xa. Thế là con nghĩ là mới đầu thay thôi, mình cứ đồng ý đi. Trước mắt là để giải quyết cái coi là nỗi buồn của mình có người bạn bầu bạn tâm sự cho nó vui đã. Thì con đồng ý bình thường. Thế xong bắt đầu từ cái ngày hôm đó đồng ý thì là bắt đầu hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau kỹ hơn, chia sẻ và tâm sự cả bên hai gia đình kỹ hơn này. Sau đó là bắt đầu đến khi mà anh ấy có một cái buổi tức là bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình bài hát yêu thích ấy ạ. Con vẫn nhớ lần đầu tiên là như thế. Thì là anh ấy bay ra thì anh ấy có hẹn con là ngày này anh ra để anh làm công việc thì anh kết hợp anh sẽ ra để chúng mình gặp nhau luôn. Thì sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra và con gặp nhau từ lúc đó. Rồi. Đấy cô muốn biết cái hôm mà gặp nhau ấy. Đó, trước giờ toàn là gặp nhau qua online thôi. Là có phải làm FaceTime. FaceTime. Ủa, lúc đó FaceTime rồi đúng không? Con đi làm về, nghĩa là con đi hát tại phòng trà về này là 11 giờ. Bao giờ cũng bắt đầu ra ngoài sân, bắt đầu là dựng bàn dựng ghế xong rồi mở iPad lên bắt đầu gọi đến nói chuyện 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trời, hầu như không nặng thêm. Nhưng mà cái quan trọng là gặp nhau ở ngoài kìa đó. Rồi, ở ngoài đời. Rất là đấy, cái hơi ấm nó tỏa ra này, ánh mắt thì phát ra những cái tia lửa gọi là này cái nọ các thứ đó. Tụi con nói cái cảm xúc của tụi con lúc đó. Ở ngoài đời nó có ăn ảnh không? Nghĩa là ngoài đời nó có đẹp hơn khi mà mình nhìn qua điện thoại hay không? Đó, và có một điều gì đặc biệt hơn? Hai chồng nói trước đi, đâu con nói thử và lúc con gặp cái lúc mà tán nhau yêu nhau qua internet ấy, đã là gọi là rực cháy tình yêu lắm rồi, muốn gặp quá rồi, không thể chịu được rồi. Xinh quá đúng không? Vâng đấy, muốn thật tận nơi xem mà thực tế thì như thế nào? Rồi khi thực tế thì như thế nào? Thế này quá tuyệt vời chứ ạ. Hơn cả trong hình ảnh và trong video call. Hơn những gì mình nghĩ. Nhau ở sân bay ạ, hôm đấy cũng ra đón. Ra đón con. Dạ vâng. Con ở sân bay. Trong muôn vạn người đó con có nhận ngay ra cổ không? Ui, ra ngay. Ra ngay đúng không? Ra một phát là thấy ngay đúng không? Khoan, cho hỏi cái. Rồi. Rồi, tại vì ổng là ca sĩ và bên này là diễn viên múa nữa. Còn cái giây phút mà nhào lại quên, nghĩa là chạy tới nó có lãng mạn không? Không, nó đâu có điên. Đông lắm. Ôm nhau không? Không có ai làm như thế. Có không? Ôm nhau nhưng mà không có cảm giác là gọi là chạy ra. Tại vì thực ra hồi đấy là cũng hơi trẻ con nên là hơi ngại. Nhìn thấy nhau con thì con ngại, anh ấy thì không ngại nhưng mà con thì con ngại. Nhưng mà con nhìn ra luôn và cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá. Da trắng quá. Da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà.
đấy thì con ấn tượng luôn như thế. Nhưng mà con không ôm chồng tại vì nhưng mà anh ôm ảnh, nhưng mà anh ôm con. Vâng, thì đi ra một cái là anh ấy ôm, thế xong rồi là cũng nói qua lại một vài câu có nắm tay nhau, xong rồi lúc ấy cảm xúc thế nào, cái lúc cảm xúc thế nào, đi muốn vọt ra ngoài. Nói chung là nó con thì con cảm thấy là cái lúc mà mình đã nói chuyện với nhau rồi là mình đã có tình cảm rồi, và đến khi mà được gặp nhau thật ở ngoài đời á thì đúng thật là mình cảm thấy là tất cả mọi thứ đều là thật. Đấy, trước đây là mình chỉ được nhìn qua cái camera thôi, và bây giờ mình được gặp tận ở ngoài này, xong rồi là ôm rồi tay các kiểu, có nghĩa là được cảm nhận chạm thì nó cũng khác ạ. Nói chung là hòa cảm xúc đấy ạ. Khác chứ con run rẩy rồi, xong rồi run con run lắm rồi, con run lắm các kiểu đúng không? Rồi tối hôm đó đi xem biểu diễn bài hát Tôi Yêu nữa đúng không? Bài hát yêu thích ạ. Bài hát thích. Tối hôm đấy đi xem, thế xong rồi tự nhiên ngồi ở dưới. Bình thường thì là anh này anh ấy chỉ hát cho con nghe qua online thôi, và rất hay quay những cái đoạn clip ngồi đấy vừa đánh đàn vừa hát tại tán mà. Nhưng mà hôm đấy thì con ngồi ở dưới, con lại nghe cái bài hát mà anh hát kia. Con ấn tượng nhất là cái bài hát Hà Nội gì nhỉ, trong nhỉ? Bài đấy rất là hay và con rất là thích không? Cái bài gì về Hà Nội á? Hà Nội của tôi á. Hà Nội của tôi. Thế là tự nhiên con ngồi dưới con nghe phát, con bảo đây rồi. Thế này thì chắc không bỏ được rồi. Đấy, con nghe xong con bảo là cái cảm giác mà nghe kiểu nghe thật ý, bởi vì là thực ra con lại là một người làm nghệ thuật, thế nên là con lại rất là thích những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật, thì mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp với mình và sẽ có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nghe xong phát là cảm thấy yêu hơn nhiều. Và bây giờ con có muốn nghe lại cái bài đó không? Hát trích đoạn một câu thôi cũng được không? Sương Sơn. Con vẫn thích mà, tại vì từ lâu lắm rồi, là trước đây thì con hay đi nghe chồng con hát lắm, nhưng mà từ khi yêu và lấy về rồi là con bị lười, con không đi nữa. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Sương Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đúng rồi, chẳng đi đã. Tái hiện lại. Đúng rồi, bài này cũng khá lâu rồi, chúng con không lâu con sợ là con quên. Vài câu thôi. Con hát một cái bài nào nó ca ngợi tình yêu đi. Rất là nhiều bài. Hoặc là cái bài nào mà con tâm đắc nhất, con thích nhất ạ. Con nhiều, con thì rất nhiều bài, con đi diễn rất nhiều bài. Bắt đầu. Con xin hát một bài, một đoạn điệp khúc ở trong bài Yêu Là Tha Thứ của nhạc sĩ Olisi. Olisi đó. Bài này con cũng thích. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Wow. Giống như Lâm Trường. Em định nói đó. Giống Lâm Trường. Trời ơi. Giống lắm, Sơn ơi, Sơn. À, để chú sẽ có ý kiến lên chương trình mà gương mặt thân quen á. À, thế à? Sao mà có làm á, sẽ mời Sơn tham gia. Thì con chỉ cần mà giả Lam Trường thôi là giống liền. Riêng giả Lam Trường với giả Lam Trường là còn hâm mộ lắm. Sương có sức nhà. Giống liền. Giống lắm. Không, cái cách á. Không, cái cách cơ, cái cách hát, cái feel á, cái feel của con á giống chú Lam Trường lắm luôn. Nên mời chú Lam Trường hát chung với con trong một dự án bảo đảm thành công liền nha. Rồi. Còn như sao? Cái cảm nhận của con khi mà con nghe anh hát cái bài này rồi là ngon rồi, vẫn như ngày đầu, vẫn như ngày đầu. Vâng. Đây là của tôi rồi. Luôn. Đúng. Rồi. Đêm đó coi xong rồi sao? Đúng rồi, đó chị đang muốn hỏi đó. Cái hôm mà coi xong. Coi xong rồi đi đâu? Có về nhà không? Có đi đâu? Cái chương trình đó là cũng kết thúc muộn. Thì hôm đó xong một cái thì là anh có đưa con đi ăn, và là bọn con có đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nhau một tí thôi. Nói chung là đến cái buổi ngày hôm đó xong thì thấy là rất là cuốn rồi, rất là yêu rồi, và trong đầu nghĩ là bây giờ làm thế nào nhỉ, có cái cớ gì để mà ông ấy ở lại thêm vài ngày nữa. Tại vì là sau khi mà hát xong thì là tối ngày hôm sau là anh ấy đã bay vào rồi. Đó, thì nói chung là con cũng rất là mình cảm thấy rằng là mình gặp ai lần đầu tiên và mình đã bị ấn tượng ngay bởi lần đầu rồi, thì mình cảm thấy là cũng có thể là mình xác định được, mình xác định mình yêu tử tế được. Nhưng mà rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm như tầm 6 tháng. Đó, có nghĩa là gặp nhau là sau 2 tháng gặp nhau này. Tầm 4 tháng sau con trai. 4 tháng sau là cưới luôn. Không, là con đúng không? 9 là đầu yêu nhau từ tháng 9 đúng không? 6 à tháng 9 10 11 12 là vâng tầm 4 tháng sau ạ. 4 tháng sau. Xa 4 tháng. Thì lúc đó là một đứa bay vào hay là một đứa bay ra? Con quyết định là bay ra. Về Hà Nội. Về Hà Nội. Ở vì nhà con, quê con ở Hải Phòng. Thế nên là con nghĩ là thôi, bây giờ yêu như này rồi, cuốn quá rồi, thôi đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Thôi vừa gần tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Về cũng dễ mà bố mẹ lên thăm cũng dễ. Thôi. Về. Rồi cái đợt không, bây giờ em không phải nhiều chuyện mà em muốn hỏi thăm cho nó tới luôn. Tức là cái bữa mà ra hát đó là có nghĩa là có ở lại thêm 2 ngày nữa không?
Hôm đấy có ạ, con lùi vé. Vào cái đêm đó, vào cái đêm đó là có đi riêng với nhau nữa không? Đi đêm sau chứ. Đêm sau có đi riêng với nhau chứ? Chỉ đi chơi thôi ạ. À, chỉ là chưa có gì đi chơi thôi, tại vì con nói thật là cái đợt đấy con trẻ con lắm mà, mẹ con thì kinh khủng khiếp. Mẹ con không phải ghê gớm gì nhưng mà mẹ con thì mẹ con giữ con lắm. Rồi bây giờ rồi, vâng. Bây giờ đến khi nào mới đi riêng với nhau? Đi riêng với nhau. Đó, và là có, mấy nhỉ? Có lướt qua tất cả mọi thứ rồi nhở? Hiểu rồi đó. Tức là nó sâu hơn. Sâu lắm đó. À. Phá rào đó con, phá rào. Không, hình như là đến khi mà anh ấy quyết định anh ấy đi ra ngoài rồi. Đó. Đi ra Hà Nội. Ra Hải Phòng đó, đúng không? Hà Nội ạ. Hà Nội. Là quyết định vượt rào. Vượt rào. Và có sự cố gì không? Không ạ, không. Rất là mượt. Nhưng mà sau đó thì là có bác sĩ có báo cưới không? Dạ chưa. Bọn con yêu nhau mãi gần 2 năm rồi bọn con mới cưới mà. Mà trong quá trình tụi con yêu nhau là có lần nào mà giận dỗi mà đòi bỏ nhau không? Ui. Nhiều ạ. Nhiều lắm ạ. Nhiều nhưng mà có một lần rất là gay gắt. Rất là. Lý do? Tại vì là anh ấy hẹn con đi ăn buổi tối. Anh ấy hẹn con là 7 rưỡi qua đón con. Nhưng mà hôm đấy đến 8 rưỡi con chẳng thấy anh ấy đâu cả. Xong rồi là con gọi điện cho anh ấy cũng không được. Thế là con nghĩ bảo, ủa sao ấy nhở? Yêu mình mà đi ra hẹn hò với mình mà lại sai hẹn. Bởi vì tính con thì con rất là ghét cái sự chờ đợi. Con làm việc thì con kể ở trong công việc, hay là kể con đi chơi, con hẹn hò thì con rất là ít khi mà con cao su. Trừ khi là ví dụ mà con có bất kể cái vấn đề nào đó, sự cố nào đó thì con luôn luôn phải gọi lại cho người ta để mình có lý do. Thế là hôm đấy con, cô chú biết là cái cảm giác mà lúc mà mình mới yêu á, thì mình lúc nào mình cũng chỉ muốn người yêu mình cứ phải nhanh chóng chóng để mà đến với mình thôi. Thế là hôm đấy là rất là hào hứng, make up, trang điểm, quần áo, váy các kiểu chuẩn bị trước hàng tuần rồi. Bởi vì là cái đợt đấy, cái đợt cãi nhau đấy là cái đợt mà anh ấy chưa ra hẳn Hà Nội. Đó, thế là con dỗi. Hôm đấy là đến, xong rồi đến giải trình hết tất cả mọi thứ con dỗi, còn nói chia tay luôn. Rồi anh sao? Chia tay luôn. Rồi anh có chia tay không? Thì trong lòng con là con chỉ nghĩ là thôi, con nói để gọi là dọa thôi, để mà cho biết để lần sau đừng bao giờ lặp lại nữa. Thì anh ấy tuôn ra những cái câu nói làm cho mình xúc động này kia. Nhưng mà con nhất quyết là con không, bởi vì tính con từ trước đến nay rất là kiên định. Và con dỗi là kiểu con dỗi là dỗi hẳn một lần cho biết luôn. Thế ra bắt đầu là ngồi nói chuyện một lúc thì bắt đầu anh ấy đi về thì lúc đấy chắc anh nghĩ rằng là con lúc đấy là có thể là do con tức thôi nên là con phải nói chia tay thôi, thì bắt đầu về là bắt đầu dỗ này kia thì nghĩ là sẽ là xong, bởi vì cái lý do thì nó cũng không phải là quá làm gì nghiêm trọng. Thế đến 12 giờ đêm thì anh ấy nhắn tin, thì lúc đấy con chưa ngủ. Thế anh ấy hỏi con một câu là thế thôi nhé, mình bỏ qua cái câu chuyện này, không dỗ nhau nữa, bởi vì mình yêu xa đã thiệt thòi rồi. Thì ngày mai sẽ đền bù cho em. Thế là con nói luôn, con vẫn nhất quyết là không, em không chấp nhận. Cứng rắn quá. Vâng, con cứng luôn và con nói luôn là em vẫn lựa chọn quyết định đó chính là chia tay. Và bây giờ mình sẽ chỉ là bạn thôi. Thế là tầm khoảng chưa đầy 10 phút, cô chú ạ, đã bấm máy cho con là anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi. Làm gì? Phong đến rồi. Đến rồi, tức là đến để xin lỗi. Và là nếu như mà em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ ở đây đến hết đêm. Và anh chờ đến hết ngày này ngày kia, kể cả là bố mẹ em có ra anh vẫn đứng ở đây. Thế là con bắt đầu con bảo, mà mẹ con ngày xưa thì ghê chứ. Tức là mẹ con giữ con quá, mẹ con tức là luôn luôn nghĩ con là trẻ con ấy. Thế là cứ bảo con là không, chia tay cũng được nhưng mà cho anh xuống anh nói chuyện một lần nữa cho nó rõ ràng. Con bảo không, bây giờ đêm rồi em không xuống được. Em còn con còn nhiều cái con còn nói mà, mẹ em giết em đấy. Anh đừng làm khó em, mẹ em giết em đấy. Thế xong con bảo thôi cứ đi về đi, nói chuyện gì thì để ngày mai nói. Tiếp theo như nào nhỉ? Ngày hôm sau thì lại con lại sang luôn từ sáng. Tức là đêm đó là con kêu anh về. Vâng, con kêu anh về và con bắt anh ấy phải về. Rồi về. Rồi ngày hôm sau. Đêm hôm đấy như nào? Về thì cảm xúc như nào? Thì buồn chứ, buồn gọi là buồn thối ruột luôn. Rồi sao nữa? Qua ngày sau. Nghĩa là đến sáng con nghĩ là con ngủ được trong tầm 1 2 tiếng đấy, đến tầm thiếp đi một tí rồi đến sáng rồi tầm 7 sáng con đã sang đấy rồi. Qua đứng nữa. Đứng để chờ đến giờ mà ăn sáng là dậy là chắc chắn sẽ phải xuống rồi. Mà có chưa có vô nhà không? Không, đứng không ở cửa. Cái đợt đó là con vẫn đang đi học ạ. Thế nên là ông này ông ấy biết cái giờ giấc học của con buổi sáng. Thế là ông ấy qua buổi sáng, rồi là ông ấy qua, ông ấy lại nhắn tin cho con là thôi để anh đưa em đi ăn sáng. Thì thôi bây giờ mình chia tay thì mình vẫn làm bạn. Thì anh lại đưa em đi đến trường. Thì vẫn đưa đi đến trường bình thường. Rồi sao? Xong rồi là, bây giờ vợ thể kể tiếp nhá. Thế xong rồi là đến chiều khi con đi học về, đón con về rồi. Thì anh ấy bắt đầu, anh ấy nói là anh với em ra đây nói chuyện với nhau một tí. Thì hai vợ chồng mới đi ra, con với anh ấy mới đi ra một cái quán cà phê. Thì là anh ấy nói là thôi cho anh xin lỗi. Anh nghĩ là đến ngày hôm nay em nguôi nguôi rồi thì cho anh xin lỗi và anh sẽ hứa là sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng mà con vẫn cương quyết là không. Cứng quá. Cứng luôn, bởi vì cứng luôn một lần cho biết. Vừa mới nói chia tay hôm qua mà đến hôm nay lại đồng ý. Bỏ qua thì lại không được. Thế xong ông này bắt đầu, mình thấy ông ấy ngồi mặt đần thộn ra. Xong rồi bắt đầu lại thấy khóe mắt lại cay cay chứ. Kiểu hơi bắt đầu rớm rớm rồi đó, rớm rớm rồi. Tại vì con cứng lắm. Thế xong rồi bảo với con là thôi được rồi, bây giờ em muốn chia tay cũng được.
nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Tức là anh muốn đưa em đi chơi ngày hôm nay thật trọn vẹn, và xong rồi đó thì là chúng mình có thể chia tay nhau cũng được, anh chấp nhận là chúng mình làm bạn. Thì con nghĩ thôi, một hồi sau thì con nhìn thấy mặt cũng tội tội, tại vì thực ra là ông ấy biết tính con, là tính con rất hay là kiểu bị xúc động. Tức là mình rất là dễ yếu lòng. Bất kể một cái câu chuyện nào đó cứ đánh vào tâm lý của mình thôi là mình có thể mình nhũn xuống ngay được. Động lòng đó. Vâng, động lòng luôn. Thế là con đồng ý đi chơi. Thì tối hôm đấy đi chơi thì cũng cho con khá là nhiều bất ngờ. Đưa con đi thì dắt đến một cái bàn gọi là trải đầy hoa hồng ra, xong rồi có một cái bánh. Thế xong rồi là đi đưa con vào ăn uống. Nói chung là xong rồi lại tặng hoa cho con nữa, và rất là bất ngờ. Xong rồi tiếng nhạc thì du dương, thì tự nhiên mình lại cảm thấy rung động quá trời. Thế xong rồi bắt đầu làm tự nhiên thế nào lại quên hết đi tất cả những cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong rồi, thế đến cuối ăn xong rồi đi xem phim. Đi xem phim xong rồi lại đi lượn lờ, và cuối cùng là anh ấy đỗ lại ở Hồ Tây. Và anh ấy có ngồi nói chuyện với con, anh bảo là thôi tha thứ cho anh biết là anh sai rồi và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thế là thôi tự nhiên con lại ôm chầm anh ấy luôn. Coi như là quên luôn câu chuyện, coi như là chia tay nhau đến tận chia tay nhau đến tận một ngày nhỉ. Dạ vâng, đấy, quá tạ ơn. 24 tiếng đấy cô. Đấy, thì tận một ngày mà lại. Nhưng mà sao mà con sắp xếp hay vậy ta? Kỳ công luôn á. Vâng, thì lúc đấy là sức mạnh của tình yêu thôi, bởi vì hồi đấy là chả yêu ai ngoài cô ấy cả. Đặt hết niềm tin vào đấy rồi, thôi thì con lại bị nặng tình nữa. Thôi thì làm hết tất cả để được quay lại. Sợ là vì sợ, trong lòng sợ chứ là sợ lắm. Cái lần chia tay đó là dài nhất đó con. Thì đến tận một ngày mà lại khổ quá. Thực ra là có những cái ngày mà đấy là chia tay được mới yêu đấy ạ. Còn đến khi lấy nhau về rồi thì chắc là không có lần chia tay nào. Chắc là dài nhất đấy ạ. Thực ra là con vợ chồng dài con nhất thì... là 24 tiếng đấy. Vâng, bọn con khó chứ, bọn con ít khi nói lời chia tay lắm, bởi vì là thực ra là anh ấy yêu con thì ít khi anh ấy có lỗi lắm, nên là chắc cái lần chia tay đấy là lần ấn tượng nhất. 12 giờ ông chạy qua bên con mà tối hôm đó có nghĩa là chưa tới 24 tiếng. Thôi cứ cho như là 24 đi, em phân tích chi cho nó mệt vậy. 24 tiếng. Rồi bây giờ hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Tầm gần 2 năm ạ, gần 2 năm. Vâng. Suôn sẻ hết gia đình hai bên chắc là dạ coi vâng. như là không vâng. có ai có ý kiến gì bởi dạ vì vâng. tụi con quá xứng đào xứng két. Nam thanh nữ tú đúng không? Đó không rồi là không có gì lắm ạ, không bị gia đình phản đối gì đâu ạ. Kể cả từ khi mới yêu cho đến khi mà lấy ạ. Thế cái đứa bé mà 8 tuổi đó dạ. thì là nó ra đời là tức là nó hình thành là trước hay là sau khi làm đám cưới? Sau khi làm đám cưới chứ ạ. Sau khi làm đám cưới xong dạ. là có bầu liền. Có bầu liền. À không. Con có bầu trước khi cưới ạ. Là vâng thì con có bầu trước khi cưới, thì sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện ra con có bầu con sợ không? Cả hai đứa như thế nào? Sợ ạ. Thực ra là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Và cũng đã nói xin hai bên gia đình, thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho bọn con là tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã, học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Và khi mà bọn con đi lại với hai bên gia đình như thế thì hai bên gia đình cũng không cấm cản gì cả. Vì cũng đã xác định luôn là đúng con rồi. Chỉ cần chờ con học xong thôi. Có nghĩa là cái đứa đó là nó phải là con của tụi con. Dạ vâng, tức là con tránh được cũng được. Con không có cái chủ đích là để mà có để mà cưới luôn. Mà cái đấy nó cũng là rất là như kiểu cái duyên đến ông trời cho thì mình phải đón nhận nhá. Thì con vẫn còn nhớ là lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Bởi vì con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà con bắt đầu cái khoảng thời gian mà con dính rồi á là con còn vẫn còn thi, mà cô chú ơi con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy những cái kiểu trên sàn quay nhảy vẫn còn như rất là bình thường. Và đến khi đi khám bác sĩ còn bảo rồi ôi đấy, cái đứa đấy là cái duyên nó phải đến đấy chứ. Đúng quay nhảy như thế thời gian đầu là rất là nguy hiểm. Mà may thế nào vẫn ok. Là duyên á. Nhưng mà là đứa bé trai bé gái đầu. Dạ, bé gái. Bé gái ạ. Bé gái. Mà lúc tụi con sanh nó ra tụi con làm ăn được đúng không? Dạ vâng, nói chung là cũng hợp cô chú ạ. Sanh nó ra cái là bắt đầu mình mọi thứ mình hanh thông các thứ là đúng là bắt buộc cái số nó phải làm con của bạn này. Đúng rồi, có nghĩa là công việc của con phải là hoạt động liên tục mà với những cái thế rất là khó như vậy mà vẫn còn bám. Tức là kiểu tức là cái thời điểm đấy cô chú biết là làm cái nghề diễn viên múa thì rất là vất vả. Và cái thời điểm mà con thi thì con lại còn phải ngày nào con cũng phải lên để con chạy bài. Và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Mình vừa múa, mình vừa nhảy, xong rồi mình còn đi mũi cứng. Tóm lại là mình vận động nó rất là nặng. Mà như bình thường thời gian đầu là đến những cái người phụ nữ mà dù người ta xách nặng hoặc người ta làm những cái công việc nặng ấy, người ta còn phải kiêng. Đúng rồi. Đây mình lại vận động kiểu hùng hùng hùng. Thật ra là mình không biết. Nhưng mà cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm, bởi vì là con biết tính mẹ con.
mẹ con thì rất là nghiêm khắc, chiều con thì rất là chiều, nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Tự nhiên mình đang học xong tự nhiên mình lại bị bảo lưu thì nó rất là khổ, nó rất là khó ấy. Thế xong rồi là con đã nghĩ trong đầu, con nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Tại vì là bây giờ thứ nhất là em chưa học xong. Thì em cũng lo ảnh hưởng đến việc học, bởi vì mình học trong vòng 3 năm mà tự nhiên bây giờ mình lại bảo lưu. Xong mình lại mất thêm thời gian mà không đảm bảo được cái chất lượng. Rồi sao chồng con có? Nhưng mà cái lúc mà con nghe biết vợ con có bầu, con cũng có cảm xúc giống vợ không, hay là con cũng lo chứ? Thì lúc đấy nhưng mà con có ý nghĩ giống như vợ. Lúc đấy thì con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông mà mình phải quyết tâm và đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện thì bị mẹ phản ứng không? Ôi rồi. Một trận té tua luôn ạ. Lôi đình luôn đấy ạ. Mắng hai vợ chồng luôn. Mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học thì ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh, mẹ có chửi, anh chịu hết. Anh nhận hết lỗi về mình. Mới đầu còn bảo là không biết là bây giờ xong rồi hai đứa còn ngồi với nhau là không biết bây giờ về thưa chuyện với mẹ như thế nào. Thế bây giờ chồng kể tiếp đi. Xong lúc đấy là con lúc đấy là vợ con không có nhà. Lúc đấy vợ đi học. Nên con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang phán đoán rồi và bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề thì mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Thế bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang là có bầu rồi mẹ. Úi giời ơi. Tụi mày làm cái gì đấy, sao lại thế? Nó đang học cơ mà. Mày này tụi kia chết à? Mày giết tao à? Ghê lắm. Nhưng mà mẹ có bắt bỏ không, hay là mẹ có cô dọa bắt bỏ? Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi trời ơi, tại sao lại như thế này? Tao đã nói chúng mày như thế nào rồi? Tao đồng ý cho cưới nhưng mà tại sao lại chưa học xong mà tại sao lại bị dính như thế này? Sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi, xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là họ con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ, tức là bà ấy thì rất là yêu thương con cháu, bà thì nói như thế thôi, nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ, bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới cho chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ, nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Thế xong rồi chiều là đi sang bên chùa để xem thầy chùa ngày giờ lễ cưới luôn cho chúng nhìn con. Nhìn đôi mắt rướm rướm không? Dạ vâng. Đấy, rồi, thế là đồng ý ạ, vâng đồng ý thì rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái tới phần kia đi chị ạ. Chương 2 đó, tới cái là sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao nè? Hai mặt con rồi đó. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Cái phần này con xem rồi đúng không? Dạ vâng, con xem tật xấu rồi. Sao có tật thôi, xấu thôi bây giờ cho chồng tật con nói trước đi. Nếu mà nói về tật xấu của vợ con thì thực ra cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì là con quen rồi. Con quen cái tật xấu rồi. Vợ con thì hai kiểu giận dỗi vu vơ, nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Vu vơ theo kiểu cấp độ, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8. Vu vơ nó kiểu là mình còn không nghĩ ra được cái vu vơ đấy là thật nữa. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt thì nằm trong phòng, thì con nghĩ là thôi mệt thì cứ để nằm trong phòng, mình nghĩ mình thương thôi để nằm trong phòng một tí ra ăn sau. Thì cũng bảo con gái là con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi, cứ nói một câu để cho ấy cho nó có mời lời mời này kia. Thì con vào con bảo mẹ đi ra ăn cơm đi, xong rồi con gái con vào hỏi mẹ ra ăn cơm thì vợ con nói là thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau. Thì con nghĩ rất con không nghĩ gì cả, con nghĩ rất bình thường, thôi mệt thì nghĩ trong đầu thôi mệt, thế con ơi con ra đi để mẹ đang mệt tí ăn cơm sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước, xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì, im lặng ngủ. Im lặng là rất sợ, con đoán à? Chết rồi, cái gì đấy? Có biến, thế có làm biến sao, làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo cái sao này sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ à? Mình làm cái gì nhỉ? Mình cũng nói chuyện xong mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi mà. Khi mệt đó là phải chồng vào. Đúng rồi, đấy, rồi chồng ơi. Vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Đúng không ạ? Mình phải vào chứ tại sao lại bảo con làm sao mà đừng được? Mình chỉ cần vào mình hỏi tiếng thôi là em mệt à. Thôi thì đôi khi thì nhờ con một tí cũng được. Tức là chồng con nghĩ là cái lúc đấy là rồi, đã chồng... là vợ chồng rồi thì có những cái nó không cần phải kỹ quá những cái thời mà mới yêu. Nhưng mà vẫn giỏi đúng không? Con phải giỏi. Tức là tính là hay dỗi rồi, một cái gì hay giỏi. Cái gì nữa? Đi ngủ mà quên không ôm. Là hôm sau dậy bị giận luôn. Là vẫn trong cái trường phái đấy là vẫn hay dỗi, đấy là vẫn là cái tật đấy rồi. Trước khi đi làm mà không hôn thì cũng là có bị là dỗi luôn, đại khái là như thế. Mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi, dỗi luôn. Tức là tình hay dỗi không biết trước được cái hố mà chẳng may cái đập bùng phát vào á.
anh cứ đi cái kiểu gì ấy nhỉ? Ừ. Thế mà không biết nhìn nữa, cứ đi mà tôi đau. Ừ. Rồi còn chuyện gì nữa? Khổ ấy. Đấy, vợ con chỉ mỗi cái thật xấu, mỗi cái thật đấy thôi. Nhưng mà có dễ nguôi không? Có dễ hết dỗi không? Dễ. Có nghĩa là cũng dễ dỗi, nhưng mà có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Khổ thế. Kinh khủng lắm quá vậy. Ừ. Có những cái lần đập phá đồ. Ồ, vâng. Đâu cái lần đập phá đồ là do lý do gì? Con bị lên cơn điên lắm. Đâu, cái lần đập phá đồ. Đập phá đồ là cái lần gần đây nhất đi. Cái lần mà không dỗ ấy, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Dỗ nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, thì dỗ nhiều quá rồi thì con. Có nghĩa là không vào là tức đập phá luôn. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm. Thế con có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái level đó xuống không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Tại vì là thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Thực ra là đến ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ thật, tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Tức là cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định. Và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn, rất hay bị, tức là lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Tức là con bị xuất phát điểm là vì là con có cái bệnh nó về tâm lý như thế. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng, đó. tức là có lý do, chứ không ví dụ nhá, con chỉ ví dụ là với một người khi mà người ta có một cái chuyện gì đó thì người ta vượt qua nó rất là nhanh và người ta coi nó là rất là bình thường. Nhưng với con thì đôi khi con cảm thấy rằng là mình hơi bị tiêu cực. Tức là cùng một câu chuyện thì mình hay bị làm quá lên. Nhưng mà cái đấy thì con nghĩ rằng là nó bị ảnh hưởng do một phần là do cái bệnh của con. Chứ còn trước đây thì con không bị như thế. Đấy, con xin phép con chia sẻ và giải thích hiểu. Một chút. Hiểu rồi. Dạ, vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. Tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Hơn 4 năm một chút. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Bây giờ con nói với chồng con đi, cái cách mà cải thiện mà nhanh nhất để cho mau hết giỏi đó là cách nào? Cách nào nhỉ? Con thì con thực ra là cái cuộc sống của vợ chồng con đến thời điểm hiện tại thì con cảm thấy là con bằng lòng. Con rất là bằng lòng rồi. Công việc thì cũng ổn định, thỉnh thoảng thì có một chút sự cố, nhưng mà vợ chồng con thì lấy nhau xong là hai vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng gia đình. Và đến bây giờ thì con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi, rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhá, tại vì con đang vì chồng con không có gì từ xấu. Từ lúc nãy đến giờ con đã nghĩ trong đầu là mình phải chuẩn bị cái tật xấu gì rồi, nhưng mà con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con thì thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này, quen rồi. Thực ra là lắm lúc là mình không kiềm chế được cảm xúc, mình cũng có cãi qua cãi lại, bởi vì sao? Lắm lúc áp lực công việc này kia thì mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình phải nói lại một tí. Lắm lúc là nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn hoặc chán cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Cuối cùng đến nửa tiếng sau, tới mấy chục sau lại nghĩ vào thôi, vợ là bệnh tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định thôi, mình cũng là thôi vì các con này kia, bây giờ mình mà còn cãi nhau lại nữa thì cái đó là cái mà con tự nhịn. Nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? Chắc chắn là con mong muốn vợ con đó thay đổi. Đó thì giờ con nói ừ, đi đó. Con nói với vợ con đi. Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level. Em giảm rồi mà. Thôi để mẹ em giảm rồi. Bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Anh giảm thôi, giảm thế được rồi thôi. Từng giảm nữa xong chương trình này về giảm tiếp. Rồi bây giờ giảm nữa chứ. Bây giờ tới con đó. Nhà chồng có tật xấu gì nè? Chồng con thì yêu vợ, chiều con này, không cờ bạc, không trai gái, không tệ nạn. Tật xấu gì nhỉ? Có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn, ông chặn con tất cả các nền tảng luôn, chặn Facebook, chặn hết tất cả mọi thứ. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin, rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn dài lắm và ông ấy chặn luôn cái con. Con biết con nhắn đúng không? Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì chặn tiếp Facebook. Thấy tinh cãi nhau cái tinh cái. Là chú hiểu rồi. Cái này bắt đầu. Ôi giời ơi, cái này vào đọc chắc là dài lắm cái này. Có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt xóa luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Cách tốt nhất là chúng ta không đau là đừng nhìn và đừng đọc. Đừng nhìn. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà bắt đầu nói lại không được. Con không thích im lặng. Mặc dù con biết là có nói lại thì nó cũng sẽ cãi nhau to hơn thôi, nhưng mà tự nhiên thế nào con cảm giác như kiểu là những cái gì mình nói rồi không có người nghe ấy. Thế nên là con lại cấp độ con lại càng điên lên. Nhưng mà hồi trước cũng đã thử nói lại rồi nhưng không được. Mỗi lần mà huề lại với nhau á
rồi mở chặn á. Dạ. Thấy nó kỳ kỳ đúng không? Ừ, lắm lúc bình thường mà vẫn chặn. Người nào chủ động mở chặn, con mở chặn hay là anh tự động anh mở? Có lần thì con, có lần thì anh. Nhưng mà vậy sao? Giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Đừng chặn. Thực ra là thay đổi thì con không muốn chồng, không cần phải chồng con thay đổi đâu ạ. Tại vì thực ra là con, tại vì bản thân con hiểu được rằng là những cái lần cãi nhau đó thì nó đều xuất phát từ cái việc, tức là con bị quan trọng hóa cái vấn đề đấy lên thôi. Tức là từ do mình hiểu được và mình nhìn nhận vấn đề là nếu như mà lúc đó mà mình bình tĩnh hơn một chút, mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn một chút thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái lần cãi vã và xung đột như thế. Thì con chẳng cần chồng con phải thay đổi, bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những cái lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi, nên là nên là con không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì mình nói gì cho nó mệt đúng không con? Thôi con, kể mình cứ nhận mình sai đi. Thế là chú ấy vào hùa với anh ý rồi đấy, con vẫn ok hết. Anh ý về anh lại sai được. Ok, không, con biết sao, thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Tại vì nếu tiếp tục như thế này á, là tại vì con phải nhớ không, ở ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không đó. Có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó, và cô nói sao ta, giống như là đối phương á, khi tại vì bản thân khi con làm, con đã tự hỏi rồi, con tự trả lời luôn rồi. Dạ vâng. Con đã biết lý do tại sao lại như vậy rồi. Vâng, con hiểu mà, con hiểu. Đúng không? Dạ vâng. Thì thành ra là như vậy thì cô nghĩ là con cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người đó. Đúng ạ. Đó, thì con có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa, thời gian bao lâu nữa? Thực ra là thành con có là... nghĩ, thực ra là con có nghĩ, tức là cái khoảng thời gian đó ấy thì nó đã đổ về cái lúc mà con, tức là nó sẽ chỉ xảy ra cái khoảng thời gian mà con bị bệnh nặng nhất. Đó, tức là con bị nặng nhất thôi. Còn khi mà con bắt đầu con ổn rồi thì là con tiết chế được. Và con biết được rằng là mỗi một lần mà mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì con biết để con tự tiết chế và nó sẽ không bị lặp đi lặp lại cái vấn đề đó nữa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là thì đó, thì cô okay nghĩ là khi mà con đã ngộ ra cái điều đó rồi, có nghĩa là con hết bệnh rồi đó. Dạ vâng. Và khi mà con đã hết bệnh rồi á thì mình sẽ không lấy cái cớ là mình bị bệnh để mà mình tạo cho cái không khí nó tương tự như vậy nữa. Vâng. Thì theo cô á, thì khi bắt đầu từ hôm nay đi, thì con lấy cái mốc là từ hôm nay đi, thì con sẽ bắt đầu con bớt đi những cái giận dỗi không đáng có. Vì nói gì nói chứ mình cũng là bà mẹ ba con rồi, đúng không? Và hai con và công việc của đứa nào thì cũng sẽ áp lực giống như nhau thôi. Đúng. Và chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á, thì chồng con cô nghĩ là sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Chẳng hạn như cô nói, chẳng hạn như cái chuyện mà con không đọc á, thì cũng đúng là thực sự nếu mà cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Cái người tại vì con phải hiểu là khi mà vợ con viết ra nội mà mình ngồi mình viết thôi đó, là đã mệt rồi, lại còn phải ghi, tức là truyền vào cái nội dung của những câu chữ đó là nó còn mệt hơn đúng nữa. Và khi mà mình đã làm được cái điều đó rồi, mình chỉ mong là cái đối tượng mà mình muốn gửi gắm đến á, họ phải hiểu tại sao mình như thế này, tại sao mình phải viết những cái điều như thế này. Thì có thể là con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy. Bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Đó, và từ từ con cũng sẽ sau cái điều đó con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này em thế kia, em con phải nói, con đừng im lặng, con đừng tự chịu đựng, con im lặng, con cứ như thế thì là thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Đến một lúc nào đó con chịu không nổi rồi tự nhiên lúc hai vợ chồng lại cãi nhau to, rồi lại đi đến cái việc là nó giận dỗi nhau thế này nọ, nó bị uổng đi, nó mất hay. Cô ạ, thực ra là bọn con sau mỗi lần như thế thì chồng con, bọn con cũng tức là cái khoảng thời gian khi mà cái giai đoạn mà con bị bệnh nặng nhất á, thì hai vợ chồng gần như là không có tiếng nói chung, cãi nhau rất là nhiều và cãi nhau liên tục. Nhưng mà đến khi mà đến cái giai đoạn mà con bắt đầu con cảm thấy rằng là mình ok rồi, tinh thần thoải mái rồi. Và thực ra là khi mà con bắt đầu con nghĩ được thì con lại không nghĩ là mình bị bệnh nữa. Thì tự nhiên con lại cảm thấy rằng là mình rất là nhẹ nhàng. Thì nhưng trong những lần cãi nhau đó thì bọn con cũng không ai im lặng hết. Sau khi mà, tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình đối phương muốn gì. Bởi vì con cũng hiểu được rằng là mình không thể là mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi, người ta đúng rồi đó. Đó. Thì đó, thì cho nên là bởi vì là sao nè, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, và đã chọn lựa rồi á thì phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uổng lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần đúng thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn hai chị em.